led viền nội thất cho anh em nào đam mê ánh sáng. Với anh em nào đang sử dụng xe mà đam mê ánh sáng này, anh em có thể thấy khi mà anh em mình lên nhé, lên led viền nội thất này thì nó sẽ có rất nhiều chi tiết anh em. Nguyên trên cánh cửa này có cả viền loa này. Đây, anh em có thể thấy trực tiếp ở trên này, viền loa này, viền đáp lô này. Anh em chỉ cần một cái điện thoại thông minh thôi là anh em có thể điều khiển có rất nhiều chế độ đây. Anh em có thể thấy khi mà mình chuyển đổi đây thì màu thay đổi này, có rất nhiều chế độ. Và đây nhưng ở trên này như mình thấy là ở trên này nó có hơn 20 chế độ cho anh em chuyển đổi, kể cả từ màu sắc. Và nó đặc biệt có thêm cái cảm biến khi mà có theo âm nhạc anh em nhé. Thấy ở trên này rất là đẹp. Anh em vào đi đặc biệt là vào buổi tối ấy, có cả phần gầm để chân nữa này. Khi mà đi buổi tối thì đảm bảo xe của mình ở bên trong xe rất là lung linh luôn. Anh em nào cần lên led nội thất thì có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm anh em nhé.